Đây là cảnh tượng khá thú vị. Mình cho cá mình ăn á. Mình hay để cái thức ăn của mình lên trên cái bọc giấy như vậy. Không phải bọc giấy mà bọc nhựa. Giờ cá nó leo lên nó ăn. Cái thức ăn thì nó hơi chìm xuống. Chìm xuống thì dưới kia mình để một số đá nham thạch để lọc á. Vi sinh nó sống thì nhiều khi nó chìm vô trong đó thì cá không ăn được. Nên phải để đây. Nên mỗi lần cho nó ăn thì xem được mấy cảnh tượng là tụi cá nó gọi là vượt cạn, giống như tụi cá heo ấy, leo lên bờ. Đó, leo lên là đó. Vui không? Leo ăn khí thế luôn. Sir Chris. Do you have a mouse I can borrow? The mouse. I think so. Like a mouse? Yeah. You know, like a mouse I can plug in? Yeah. Oh, the map for the mouse. Oh, it yeah. could be any mouse. Okay. Yeah, give me a second. I What are you do it. doing? Are you vlogging? Yeah. Just fun when I see a fish jumping on Do the. you use that camera? Do you use your phone camera now? Yeah, I just use a phone camera mostly because I have very You just good. have to record that way, right? Or else Yeah. it doesn't Yeah, I come just out, right? recorded that way, this Wait, way. are they stuck under the plate? No, I want them to stuck in the plate so I can record them. Look for fun. They jump right to the plastic bag with the food so they can eat them. Where's the plastic bag? Oh, there Right it is. there, yeah. That's fun.